Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Dịch Cơ Sổ trên FPNC ngày 14 tháng 7. Và trong phần 3 này chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cổ phiếu trong ngày với anh Nguyễn Ngọc Trường, là chuyên viên môi giới của chi nhánh Thanh Xuân, công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh Trường, trong chuyên mục cổ phiếu trong ngày kỳ này chúng tôi muốn hỏi anh về mã RDB của công ty cổ phần nhựa Rạng Đông. Thì mã RDB đã có sự tăng trưởng rất ấn tượng trong tuần vừa qua và là mã đi ngược lại với xu hướng chung của thị trường. Như vậy thì anh đánh giá như nào về diễn biến của mã này trong tuần qua thế ạ? Đối với cổ phiếu RDP của công ty cổ phần nhựa Rạng Đông, trong tuần giao dịch vừa qua thì cổ phiếu RDP của công ty cổ phần nhựa Rạng Đông có cái sự tăng trưởng khá là tích cực và đi ngược lại với xu thế chung của thị trường. Có nhiều cái phiên tăng trần liên tiếp với khối lượng lớn, điển hình là phiên giao dịch ngày thứ 3 và thứ 4. Nhựa Rạng Đông là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất nhựa với 3 dòng sản phẩm chính, đó là bao bì nhựa, giả da và màng mỏng. Các sản phẩm của nhựa Rạng Đông thì phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong đó thì thị trường xuất khẩu chiếm 10% tổng doanh thu của công ty, với các khách hàng chính đến từ Mỹ và Nhật Bản. Năm 2017 thì nhựa Rạng Đông đặt chỉ tiêu kinh doanh, doanh thu tăng trưởng 14%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 54%. Tôi cho rằng là các chỉ tiêu công ty đề ra thì hoàn toàn có khả thi khi các sản phẩm đầu ra của công ty phục vụ cho các ngành hàng như tiêu dùng, đồ uống, đồ dùng gia đình, và những cái ngành hàng này được dự báo là sẽ có sự tăng trưởng rất là tốt trong những năm tới. Tôi cho rằng là cổ phiếu RDP của công ty cổ phần nhựa Rạng Đông là một cổ phiếu rất là triển vọng và phù hợp với nhà đầu tư chung và dài hạn bởi các yếu tố như sau. Thứ nhất, các doanh nghiệp ngành nhựa nói chung và nhựa Rạng Đông nói riêng được hưởng lợi từ giá nguyên liệu đầu vào, do trong giai đoạn hiện nay thì giá dầu thế giới cũng sụt giảm khá là mạnh. Thứ hai là ngành nhựa bao bì, trong đó có nhựa Rạng Đông, được dự báo là vẫn có cái tiềm năng tăng trưởng khá là tốt do nhu cầu của ngành hàng tiêu dùng và đồ uống của Việt Nam dự báo vẫn còn tăng trưởng khá là cao trong những năm tới. Ngoài ra thì nhựa Rạng Đông là một trong hai doanh nghiệp cung ứng bao bì cho ngành hàng đồ uống và thực phẩm với lớn nhất trong nước và với các khách hàng lớn như Vinamilk, Sapeco, Coca-Cola, Pepsi. Thứ ba là đối với dòng sản phẩm giả da thì nhựa Rạng Đông sẽ tập trung vào các phân khúc cao cấp như salon, nội thất xe hơi, túi xách. Do các phân khúc này thì có biên lợi nhuận khá là tốt. Vâng, xin cảm ơn anh Trường. Thế anh, cũng trong tuần qua cũng có một mã cổ phiếu có thể nói là đi ngược lại với xu hướng của thị trường chung và tăng điểm khá là ấn tượng trong nhóm ngành thủy điện, đó là cổ phiếu CHB của công ty cổ phần thủy điện miền Trung. Như vậy anh đánh giá như nào về triển vọng của mã CHB trong thời gian tới thưa anh? Đối với cổ phiếu CHB của công ty cổ phần thủy điện miền Trung, trong tuần giao dịch vừa qua thì cổ phiếu CHB có sự tăng khá là tích cực và đi ngược lại với xu thế chung của thị trường. Năm 2017 thì công ty cổ phần thủy điện miền Trung đặt kế hoạch kinh doanh doanh thu 654 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 221 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 15 đến 17%. Quý 1 thì công ty đạt kết quả kinh doanh khá là tốt khi lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng, tăng hơn 15 lần so với cùng kỳ 2016. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thủy điện nói chung và công ty cổ phần thủy điện miền Trung nói riêng có cái yếu tố chu kỳ khá là cao và phụ thuộc nhiều vào tình hình thời tiết từng năm. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là cổ phiếu CHP của công ty cổ phần thủy điện miền Trung rất là triển vọng bởi các yếu tố như sau. Thứ nhất là thủy điện vẫn là nguồn năng lượng quan trọng đối với Việt Nam. Thời gian gần đây thì Việt Nam đã tạm dừng các chương trình phát triển điện hạt nhân. Trong khi đó thì các nhà máy nhiệt điện với quy mô lớn đang trong quá trình triển khai và bị chậm tiến độ. Thứ hai, nếu so giá thành sản xuất của các nhà máy nhiệt điện thì thủy điện có lợi thế cạnh tranh về chi phí sản xuất thấp hơn. Và thủy điện là một trong những nguồn năng lượng giá rẻ ở Việt Nam hiện nay. Thứ ba là năm 2016 thì hiện tượng El Nino xảy ra và đã tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp ngành thủy điện. Tuy nhiên thì sang năm 2017 thì tình hình đã khác khi
giai đoạn gần đây thì xuất hiện nhiều cái đợt mưa kéo dài và với cái tần suất cao cũng như cái sản lượng nước rất là nhiều thì tôi cho rằng là sẽ tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thủy điện trong năm nay. Yếu tố thứ tư là công ty cổ phần thủy điện miền Trung thì có lịch sử trả cổ tức khá là cao. Năm 2017 thì kế hoạch trả cổ tức từ 15 đến 17%. Bên cạnh đó thì cũng giống như các doanh nghiệp sản xuất điện khác thì công ty thủy điện miền Trung cũng ký hợp đồng với EVN trong việc tiêu thụ điện. Do đó thì doanh nghiệp có được cái dòng tiền ổn định từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Về mặt định giá thì cổ phiếu CSP của công ty cổ phần thủy điện miền Trung đang được giao dịch với mức B trên E khoảng 9 lần, thấp hơn mức BE ngành thủy điện trên sàn là 11 lần. Do đó thì tôi cho rằng là nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu CSP cho mục tiêu đầu tư chung và dài hạn. Vâng, xin cảm ơn anh Trường và thưa quý vị, mời quý vị giữ kênh, chúng ta sẽ trở lại với phần điểm tin vắn. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình giải kết sổ trên FPNC ngày 14 tháng 7 và ngay bây giờ là phần điểm tin vắn. Theo quyết định giảm hàng loạt lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng sẽ giảm 0,25% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành nghề kinh tế giảm 0,5% một năm. Lãi suất sẽ bắt đầu giảm từ ngày 10 tháng 7. Ngân hàng Nhà nước lý giải việc giảm lãi suất điều hành là nhằm mục tiêu thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhằm mục tiêu đáp ứng thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, cung ứng vốn tín dụng đối với nền kinh tế, ổn định mặt bằng lãi suất, qua đó góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giải kết sổ ngày hôm nay, ngày 14 tháng 7 trên kênh FPNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.